mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Yến sau rất là nhiều tháng không làm clip YouTube. Thì hôm nay em sẽ trở lại với mọi người với một cái clip unboxing. Thì sắp tới á, như các bạn đã biết thì sẽ tới một ngày sale rất là lớn vào cuối năm, là ngày 12 tháng 12 tại Shopee và Lazada. Thì hôm nay á, Yến có đặt một số đồ ở trên Lazada và Shopee hồi trước lúc mà 11 tháng 11 á, mà bây giờ em mới có dịp để mở ra cho các bạn coi. Thì ok, hôm nay sẽ bung làm một clip unboxing hết tất cả những đồ mà Yến đã đặt lần trước ở Shopee và Lazada nha. Let's go. Bung. Như các bạn đã biết thì muốn unboxing thì mình sẽ có hai dụng cụ rất là quan trọng, chính là một cái dao và một cái kéo. Thì bước đầu tiên Yến sẽ mở những cái món nào mà nhỏ nhỏ trước và sau đó là những món lớn hơn nha. Yến đã đặt khá là nhiều món dễ thương. Ta-da. Mọi người thấy là gì không? Đây là những cái Facebook để Yến có thể làm giveaway nhỏ nhỏ tặng các bạn nha, mà Yến vẫn chưa có thời gian làm. Ta-da. Và những cuốn sổ bé nhỏ dễ thương. Tiếp theo là món này. Món này bây giờ Yến sẽ có xé ra rồi nhưng mà Yến chưa biết cái gì. Đây là một cái quần legging để đi tập nhảy với lại đi tập thể dục á. Chiếc vải của nó siêu đẹp luôn mọi người ơi. Chiếc vải của nó rất là co giãn luôn. Rất là co giãn. Nó sẽ ôm sát vào chân mình á. Đây, mọi người thấy không? Yến mua một cái quần kiểu như là Yến sẽ vừa mặc váy mọi người. Theo như Yến biết á thì đây, cái quần nó như thế này mọi người. Nó khá là ngắn. Nó ngắn như vậy để mình có thể mặc vừa mặc đi tập kiểu mặc ở đằng trong á. Và món đồ tiếp theo là cái này. Cái này là một cái, người ta ghi là túi te, túi vải vuông, mà không nhớ ra đặt cái gì nữa. Để xin mở mọi người. Ta-da. Đây là một cái gì đó màu đen. À, là một cái vỏ đeo chéo. Mọi người cỡ tuổi Yến á, mấy bạn cỡ tuổi Yến hoặc là mấy bé nhỏ hơn thì thường thường có xu hướng thích mặc những, thích đem những cái vỏ như thế này. Hình như là có cái dây ở bên trong rồi. Đây, nhìn ở bên ngoài thì Yến thấy nó là một cái áo tay dài. Hình như là Yến có đầm một cái áo tay dài mà hình sọc như thế này. Trời ơi, một tháng rồi mới mở cái đống này ra. Để Yến coi chiếc vải như thế nào nha. Hình như theo Yến nhớ Yến đặt cái áo này có giá là 60.000, 69.000 như thế đó. Cái áo này khá là rộng. Chúng ta có thể mặc với váy dài á, hoặc là mặc ống thùng như mọi người. Đây là cái bịch vớ. Bịch vớ vớ như thế này, dạng vớ lưới. Ở dưới nè là một vần vải nhưng mà ở trên là một phần lưới. Đây mọi người. Ý sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn mua nha. Và giá thì sẽ để ở bên phía góc này, Vải của nó cũng khá là mỏng nhưng mà ý cảm thấy nó sẽ rất là mát cho mấy bạn ở thời tiết như thế này. Ý thường thường rất là hay đi tập nhảy nên ý đã mua một cái gọi là cái băng đầu gối á, hoặc là ý có thể sử dụng cái này để dùng để đi chụp hình á. Bên đầu gối mình có thể sáng vô mình có thể hình như là sản phẩm của Roman hay sao mọi người. Những cái màu sắc này khá là khó phân biệt tại vì đa số nó là màu sáng. Roman ra những cái bạn mới rồi mọi người thấy không, thấy rõ không? Đây là ốc lưng. Yến đã săn sale được ở trên Shopee với giá là 5.000. Oh my god. Wow. Đây, rất là nhiều. Cái này là của iPhone XS Max, còn cái này là của iPhone 11. Yến mua cho bạn. Yến mua cho bạn. Rất là nhiều mà. Yến mua rất là nhiều ốp. Nguyên một cái đống này hình như là tốn hơn 100 mấy chục nghìn á. Cái này của XS Max có rất là nhiều màu. Màu xanh neon xinh và quang nữa. Và tiếp theo là một cái gói tóc. Một gói Yến rất là thích mang vớ mà vớ đủ màu, vớ tùm lum tùm la á. Tại vì Yến thường đi giày nữa. Đây 10 đôi tóc. 10 đôi tóc luôn. Mà vải của nó rất là đẹp. Vải của nó mềm mịn mà tầm
10 đôi, 10 màu xinh quá à. Có hình con gấu trên đây nữa nè. À, cái này là một loại chân váy. Cái là một chân váy mà ý rất là thích nên chúng ta đặt liền luôn. Dạo này thấy cũng khá là hot nữa, đấy là chân váy dài. Chân váy dài 3 tầng. Cũng không biết chất vải như thế nào. Cái này kiểu vải vai em á. Cái hồi 11/11 á, Yến đã canh sale và đặt cái mặt nạ này, như là cái giá mặt nạ này chỉ còn có một nửa thôi nên đặt liền luôn. Một hộp của nó có rất là nhiều cái loại khác nhau nữa, rất là nhiều luôn mọi người nhìn nè. À, đây là một cái hộp người ta ghi là bộ 20 miếng mặt nạ, thì Yến sẽ gỡ ra xem trong đó 20 miếng mặt nạ nó là gì. Đây, cái hộp này hồi đó Yến canh sale ở trên Shopee nên Yến nhớ là Yến mua khá là rẻ. À vớ mọi người, tôi bị cuồng vớ á, kiểu như là cứ mỗi lần mà thấy ở trên mạng thấy người ta quảng cáo hoặc là cái gì bắt đầu là đặt ào ào luôn, không cần biết là mình có hay chưa. Wow, trời ơi, cái shop này rất là chu đáo luôn, tại vì nó đã gói vớ vào cái bịch ni lông khác là khỏi bị bụi, và đôi dớ màu trắng và mấy đôi khác nữa. Mấy đôi này mọi ý mua đôi màu nâu này để mặc với những bộ đồ tinh tỉnh mọi người, những bộ đồ mặc là mặc váy đồ á, mấy đôi màu nâu này, đôi màu đỏ nè, màu tím và màu xanh rất là dễ thương. Ok, tiếp theo là cái gói này. Cái gói này hình như là một cái tố cầm tay màu hồng. Đây là một cái máy xay màu hồng. Ở đây nó gồm có thêm một cái, à nó có cho mình thêm một cái nắp nữa. Cái nắp đây. Ý không biết, Ý chưa ăn gạo lứt bao giờ nhưng mà Ý thấy trên mạng thấy mọi người review khá là hay nên Ý đã mua thử, và Ý sẽ nấu thành cơm để ăn mỗi ngày thay vì cơm trắng á, để có thể giữ dáng tốt hơn. Tiếp theo là một cái nữa là một cái quần sọt. Quần sọt hình như Ý nhớ là Ý mua màu trắng hay màu đen vậy á. Quần sọt còn có cái ba sọc ở bên hông á. Ta-da. Ôi quần này ngắn quá vậy, Ý nghĩ là nó sẽ dài hơn tưởng tượng của Ý mà nó khá là ngắn. Nó ngắn lắm luôn đi. Nó mỏng nhưng mà nó mát, chứ không phải là dạng vải chợ. Thế thì theo là một cái túi đeo vai hình bò, hình bò sữa. Đây là một cái túi đeo chéo. Nó ngoài sức tưởng tượng luôn á. Nó dễ thương quá à. Tiếp theo là một cái áo phôn tay dài lấy cho nữ. Wow, Nhật Quỳnh đã share cái áo này với Yến đã mua thử, thì Yến thấy nó rất là đẹp luôn và cái hầu Yến rất là thích. Áo này giống như kiểu Yến không biết là dạng long tee là dạng sweater nữa nên bây giờ mở ra. Oh my god, rất là mỏng á, nó mỏng á, nhưng mà màu đẹp lắm mọi người, mình có thể thấy không? Có thể thấy màu của nó không? Bạn nào mà chân thon á thì mặc cái này với lại quần jean ngắn á, treo giấu cái quần. Oh. Wow, em biết cái áo này rồi. Cái áo này nó khá là sexy, nó khá là kiểu như là người ta thiết kế theo cái dạng của người Trung Quốc á nên nó ôm lắm. Chứ không biết là em có mặc vừa hay không, như dạng chất vải của đồ bơi á. Ý nghĩ là nó sẽ không thấm mồ hôi nhiều. Wow, đẹp quá mọi người, ý nghĩa là Yến mặc vừa. Mọi người thấy không? Thấy nó không? Wow, cái mọc, wow, hai cái luôn. Wow, hình như là Yến đặt cái này cùng 6 sao nó giao một lúc hai cái luôn. Áo cổ vuông này Yến khá là thất vọng, mà tự nhiên nhìn trong hình nó rất là đẹp, nhưng mà ở ngoài đây thì nó giống như kiểu vải jean vậy đó, nhưng Yến nghĩ là Yến không thích. Oops, Ý không biết là Ý sẽ phối cái áo này với lại cái quần như thế nào. Nếu mà mặc lên thì Ý nghĩ cũng ổn, nhưng mà chất dệt vải của nó Ý thấy đẹp, nhưng mà chỉ có cái màu áo của nó thì rất không ổn chút nào. Xem chất vải. Wow, đồ trên Shopee đó, Ý thấy mấy cái áo dệt crop top như thế này Ý thấy đều rất là tuyệt vời. Wow, my god, oh my god. Nè mọi người, cái này là trong hình á thì bạn nữ đó sẽ mặc cái áo này đằng trong, áo kiểu yếm như thế này nè,
nó rất là sexy. Nhưng mà bạn nào ốm á thì có thể mặc mỗi cái áo này không thôi, không cần phải mặc áo ngoài. Còn cái đây là một cái dạng áo khoác ngoài á, đây có cả dây này luôn, có cả dây bấm luôn. Và bịch cuối cùng màu đen, người ta kêu là một cái tờ giấy. Nó ghi cái gì đó không biết. Mình nói tiếp về thẳng mình luôn. Wow, chiếc vải kaki mà rồi. Wow, nó dài lắm luôn á. Dài lắm luôn. Đây, mặt trước của nó sẽ như thế này. Mặt trước của nó sẽ như thế này. Ủa em nhớ là cái váy này nó đặt là kiểu hở lưng, nhưng mà lúc mà giao á thì nó như này. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Nó không hở lưng mọi người à. Đây, nó chỉ hở một chút ở dưới đây thôi. Và có một cái dây cột vào, nhưng mà trong hình đó thì em thấy là bạn nữ đó mặc cái áo, cái váy dài hở luôn cái lưng luôn. Nhưng mà cũng tốt thôi, tại vì nó không, sẽ không hở lưng nhiều quá do cho những bạn không thích sexy. Vậy là xong rồi. Ayo, như lời hứa là Yến đã quay xong clip unboxing cho bạn xem rồi. Thì sắp tới sẽ là một dịp sale lớn nhất của Shopee và Lazada. Yến sẽ để link ở dưới phần mô tả và để giá tiền cho các bạn tham khảo nha. Và nhớ là đến ngày 12 tháng 12 các bạn phải nhanh chóng săn sale để được những sản phẩm yêu thích nha. Tạm biệt.